Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Cô Xuyến Hoàng Yến chính thức làm việc với luật sư, cung cấp bằng chứng xử lý chồng thứ tư. Đã gần một tuần trôi qua, câu chuyện cô Xuyến Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung vẫn là đề tài thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận. Trong khi câu chuyện cũ vẫn chưa nguôi ngoai, cả hai còn liên tục tố nửa kia ngoại tình trong thời gian còn chung sống. Trước hàng loạt ồn ào, Hoàng Yến đã quyết định làm việc với luật sư và bày tỏ mong muốn chồng cũ sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên gây chú ý lớn khi tung hình ảnh làm việc với luật sư và bộc bạch. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Yến quyết định tìm đến luật sư để mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Trong buổi làm việc với luật sư, Yến đã bày tỏ quan điểm về việc Yến muốn đưa sự việc đến cùng, người có tội phải bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Phía luật sư cũng thể hiện sự quan tâm chia sẻ với những nỗi đau Yến phải trải qua và cam kết nỗ lực để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Yến. Yến đã cung cấp cho luật sư rất nhiều chứng cứ, tài liệu bằng chứng về những nỗi uất ức, cực khổ mà suốt quá trình hôn nhân và sau hôn nhân Yến phải chịu đựng. Dưới phần bình luận, khán giả cũng liên tục ủng hộ và gửi lời an ủi đến Hoàng Yến, đa phần đều hy vọng nữ diễn viên sẽ mau chóng vượt qua được nỗi đau cả về thể xác và tinh thần này. Hoàng Yến viết tâm thư dài, bày tỏ về nỗi đau sau khi bị hành hung và quyết sẽ nhờ luật sư xử lý vụ việc. Sau ồn ào những ngày qua giữa Yến và chồng cũ Cao Xuân Thắng, Hoàng Yến xin được gửi lời cảm ơn tới mọi người đã có sự chia sẻ động viên và an ủi Yến. Hoàng Yến cũng muốn xin lỗi khán giả người hâm mộ vì đã để chuyện đời tư không mấy hay ho trở nên ầm ĩ. Quả thực sự việc lần này chính là giọt nước tràn ly khiến Yến quyết định công khai mọi chuyện trước công chúng, bởi lẽ trước đó Yến từng bị chồng cũ hành hạ nhiều lần về thể xác lẫn tinh thần nhưng Yến đều im lặng. Nhưng không ngờ anh ta không thay đổi, đã đẩy mọi việc ngày càng xa. Hiện tại Yến đang rất hoang mang lo lắng, tâm trạng bất ổn, nhiều đêm không thể chợp mắt khi nghĩ về sự việc vừa xảy ra, cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng anh ta giáng cú đấm vào mặt, cầm dao lao vào Yến, lại thể hiện mồm một, khiến người Yến run lên, toát mồ hôi. Thực sự Yến đau thể xác một, thì nỗi đau tinh thần phải gấp 10 lần. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Yến quyết định tìm đến luật sư để mời luật sư tham gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Trong buổi làm việc với luật sư, Yến đã bày tỏ quan điểm về việc Yến muốn đưa sự việc đến cùng, người có tội phải bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Phía luật sư cũng thể hiện sự quan tâm chia sẻ với những nỗi đau Yến phải trải qua và cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Yến. Yến cũng đã cung cấp cho luật sư rất nhiều chứng cứ, tài liệu, bằng chứng về những nỗi uất ức, cực khổ mà suốt quá trình hôn nhân và sau hôn nhân Yến phải chịu đựng. Vì vậy, nếu truyền thông hay quý khán giả quan tâm ủng hộ Hoàng Yến, muốn hiểu rõ thêm về sự việc này, thì xin mời liên hệ trực tiếp đến luật sư của Yến. Một lần nữa, Yến xin cảm ơn quý khán giả người hâm mộ cộng đồng mạng, cơ quan báo đài đã luôn yêu thương ở bên cạnh Yến trong thời gian vừa qua. Hoàng Yến đích thân đến gặp luật sư để cung cấp những bằng chứng cần thiết. Sau ồn ào hành hôn, chồng cũ Hoàng Yến liên tục tố cô ngoại tình trên sóng phát sóng trực tiếp. Đáp lại, Hoàng Yến tố anh bịa đặt và nói dối trắng trợn. Những ồn ào xoay quanh cuộc hôn nhân của Hoàng Yến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.